kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì tổng điểm tất cả các môn của em là 55,4, riêng điểm khối C là 29 điểm với điểm văn là điểm 9 và sử địa đều là 10 ạ. Nó học thế nào thì nó học thế nhưng mà cũng chẳng biết được. Bà thì già, mắt thì kém, mẹ ấy thì ngẩn ngơ. Mẹ không có biết chữ đâu. Năm lúc mẹ nó cứ quát bảo thôi cứ để cho nó học. Nó học được thì nó mới học. Nó không học được thì không làm gì được. Thế thì về đến nhà là thay quần áo là xong rồi vào rồi lại học luôn. Nhưng thấy nó kêu quá không ngủ thì lại bảo thôi đi ngủ đi rồi mai bà lại gọi sớm lại dậy học. Sự cố gắng của mình là một phần quyết định lớn đến kết quả của mình. Thật ra thì đi học thêm thì nó cũng rất tốt, nhưng mà nếu đi học thêm mà không có sự tự học, tự ôn luyện và cố gắng thì cái kết quả nó cũng sẽ không cao được như mình mong muốn. Cái điều mà quyết định theo mình đó là tinh thần tự học và vượt khó của em. Bởi vì là em Phượng không qua một trung tâm đào tạo nào, mà em chủ yếu học ở trường. 4 lần thi thử, 2 lần đề của sở và 2 lần đề của trường thì em đều đạt thành tích đó là xếp số 1 của toàn trường. Thì mình đã có một niềm tin vào em đấy là em ấy sẽ có thành tích cao trong cái kỳ thi tốt nghiệp tới. Nhưng quả thật là mình cũng không nghĩ rằng cái thành tích nó lại quá vượt quá cái mong đợi của mình với nhà trường. Nên là khi mà biết điều đấy thì mình rất là hạnh phúc và rất là tự hào về học sinh của mình.